Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Liên quan đến việc Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bị cộng đồng anti-fan tấn công gay gắt, buông những lời lẽ xúc phạm và lăng mạ, mới đây thì phía Hương Giang đã phải sử dụng đến biện pháp mạnh, đó chính là nhờ công an vào cuộc xử lý. Vào hồi 21 giờ ngày hôm qua 30 tháng 10, Hương Giang đã đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái cho biết mình đang nhờ công an vào cuộc để làm việc với anti-fan như lời tuyên bố trước đó, thậm chí cô còn đến tận nhà nhân vật này để đối chất. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng bật mí sẽ cho ra mắt một series mang tên Sao kết bạn cùng anti-fan. Trước đó, thì Hương Giang đã đáp trả gay gắt, dằn mặt anti-fan trên trang cá nhân như sau. Là một nghệ sĩ có được chỗ đứng như ngày hôm nay, hơn ai hết Giang hiểu đó là nhờ sự ủng hộ của khán giả và fans hâm mộ dành cho mình. Chính vì lẽ đó mà Giang sẽ luôn luôn trân trọng khán giả của mình, những người luôn góp ý chân thành và giúp Giang ngày một tốt hơn. Vì lẽ đó, Giang sẽ lắng nghe ý kiến của quý vị góp ý. Giang sẽ không xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình nữa, để ý hơn về các phát ngôn và biểu cảm gương mặt của mình, làm nhiều điều tốt hơn nữa cho cộng đồng và xã hội để làm cho khán giả của Giang được vui. Còn anti-fan thì không, đã tự gọi mình là anti-fan thì tức là bạn đã không phải là một khán giả trung lập, có mong muốn góp ý thiện chí cho nghệ sĩ hay là xây dựng ý kiến cho nghệ sĩ tốt lên, vì thế đừng nhận mình là anti-fan văn minh. Để biết group anti-văn minh như thế nào, Giang sẽ hành động bằng một series rất nhẹ nhàng và tích cực, rất thư giãn và không căng thẳng cùng anti-fan có tên Sao kết bạn cùng anti-fan. Tập 1 sẽ được lên sóng vào ngày mai lúc 19 giờ trên kênh YouTube của Hương Giang Official. Đây chỉ là một trong vô vàn những bình luận có sự công kích mức độ tương tự như thế này trong group anti-nữ hoàng đạo lý. Chúng ta hãy cùng xem cái gọi là tự do ngôn luận trong group này. Rất nhiều nghệ sĩ đã im lặng chịu đựng và cho qua, nhưng Hương Giang thì không. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về cách xử lý của Hương Giang cũng như những lời chia sẻ của cô thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là VS News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày.